Nhà văn Kim Lân tin bộc bạch khi viết về nạn đói, người ta thường viết về sự khốn cùng và bi thảm. Khi viết về con người năm đói, người ta hay nghĩ đến những con người chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi muốn viết một chuyện ngắn với ý khác trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cảnh kề chết vẫn hướng tới sự sống, vẫn hy vọng tin tưởng ở tương lai. Họ vẫn muốn sống, sống cho ra con người được xem là cây bút xuất sắc. Chuyên viết chuyện ngắn về đời nông thôn và người nông dân, những sáng tác của ông phải nắng một cách chân thật, xúc động về cuộc sống và người nông dân quê mà ông làm hiểu sâu sắc cảnh ngộ cũng như tâm lý của họ.